trước thì Sporthouse đã giới thiệu sơ qua về lịch sử như là cấu tạo của loại giày polyester. Và ở clip tiếp theo thì Sporthouse sẽ nói chi tiết về ưu điểm lẫn nhược điểm của dòng giày này. Và để nói về ưu điểm của dòng giày tennis polyester, có rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp sử dụng giày polyester, hiển nhiên là do chúng có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với giày tự nhiên hay là giày sợi tổng hợp khác. Nhưng về cơ bản, có 3 lý do chính mà các chuyên gia lẫn các tay vợt đều lựa chọn loại giày này. Thứ nhất, đó là khả năng tạo xoáy, top spin. Thứ hai, đó là khả năng kiểm soát, control. Và thứ ba là độ bền, durability. Về top spin, độ xoáy, thì một sợi dây polyester có 2 đặc tính để gia tăng khả năng tạo xoáy. Thứ nhất, đó là năng lượng truyền vào trái bóng thấp. Và thứ hai, đó là độ co giãn thấp. Việc năng lượng truyền vào trái bóng thấp sẽ thúc đẩy người chơi phải vung vợt nhanh hơn và mạnh hơn mới khiến cho đường bóng đi sâu được. Và đổi lại, điều đó giúp cho tốc độ vợt nhanh hơn và sẽ giúp đường bóng tạo xoáy nhiều hơn. Dây polyester cứng hơn nhiều so với các loại dây khác và thường có kết cấu dạng góc cạnh. Điều này làm sợi dây tennis cắn nhiều hơn vào bóng nên nó cũng tạo thêm độ xoáy cho trái bóng. Ngoài ra, dây polyester còn có thêm lớp phủ bóng giúp sự dao động giữa dây ngang và dây dọc nhiều hơn. Điều này sẽ làm tăng lên khả năng tạo xoáy của dây. Tất nhiên thì người chơi vẫn cần có sẵn kỹ thuật đủ dùng và tốc độ đầu vợt đủ nhanh để tận dụng được hết khả năng của loại dây này. Và cho đến nay, dây polyester là loại dây có chỉ số tạo vòng xoáy RPM, round per minute, cao hơn nhiều so với các loại dây còn lại. Việc có chỉ số top spin tốt như vậy sẽ mang lại hai lợi ích cho người chơi. Thứ nhất là sẽ làm được đường bóng nặng hơn, nảy cao hơn và đẩy đối thủ sâu xuống dưới vạch baseline. Và điều thứ hai, khả năng tạo xoáy sẽ giúp cho đường bóng của bạn an toàn hơn, kèm theo đó là tỷ lệ lỗi sẽ giảm đi. Về khả năng kiểm soát, với việc có khả năng tạo xoáy tốt thì nhiều người chơi cũng thấy rằng sử dụng dây cứng hơn sẽ giúp cho việc kiểm soát bóng được hiệu quả hơn. Dây càng cứng thì thời gian bóng tiếp xúc với mặt vợt càng ngắn và điều đó giúp cho những cú đánh được dứt khoát hơn. Và ưu điểm cuối cùng của dòng dây polyester đó chính là độ mềm. So với dây ruột tự nhiên thì dây poly khó đứt hơn nhiều. Trước đây các sợi dây rất nhanh đứt do sự ma sát giữa dây ngang và dây dọc, còn dây polyester có độ mòn ít hơn nhiều so với các loại dây cũ. Một số loại dây polyester được sản xuất đầu tiên trước đây cực kỳ bền nhưng chúng lại không phải là những lựa chọn hàng đầu. Và cho đến nay, khi nhà sản xuất dây càng phát triển thì dây polyester đã êm hơn, thân thiện hơn với người chơi và vẫn giữ được độ bền cao. Còn đối với những tay vợt hàng đầu, họ sẽ không quan tâm đến yếu tố này lắm vì trong các trận đấu thì họ thường xuyên thay vợt. Như vậy, ở clip này, Sporthouse đã giới thiệu cho các bạn biết về 3 ưu điểm chính của dòng dây polyester. Thứ nhất đó chính là khả năng tạo xoáy và thứ hai chính là khả năng kiểm soát và cuối cùng là độ bền của dây. Còn ở clip tiếp theo, Sporthouse sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết về những nhược điểm của dòng dây này. Hãy bấm like, subscribe và share clip của Sporthouse trên fanpage cũng như là kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.